Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến lớp khai giảng 3 ngày thực chiến với Forest Center của Admin, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ học trong cái buổi này, chúng ta sẽ làm việc rồi là nghiên cứu các cái vấn đề về lộ trình hướng đi và trao đổi những cái thắc mắc làm quen lẫn nhau trong cái lớp học của mình. Đấy, xin chào và hẹn chúc các bạn, đúng không ạ? Mong các bạn là sẽ học được những cái kiến thức mới và chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong trong không phải những 3 ngày này mà chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật là dài, đúng không? Bất kể những cái câu hỏi, bất kể những cái trao đổi, bất kể những kinh nghiệm nào để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, để chúng ta có thể là tốt hơn trong cái quá trình mà làm kinh doanh, trong cái con đường bước tới cái thành công của mình. Và mọi người hãy ổn định tổ chức nhé, để chúng ta làm việc để cho nó hiệu quả hơn nha. Đúng ạ. Và trong cái buổi này là cái buổi quá trình, đúng ạ, cái lớp khai giảng, lớp quá trình thực chiến với Forex Center trong 3 vấn đề chính, đó là kinh doanh online, kiếm tiền online, đúng ạ, kinh doanh online này, kiếm tiền online này và marketing online. Đây là ba vấn đề mà gần như là chúng ta quan tâm, đúng không ạ, đang quan tâm ở đây, kiếm tiền online này. Đấy, và trong việc kiếm tiền online thì nó sẽ có affiliate và có dropshipping. Trong kinh doanh thì chúng ta sẽ học các cái vấn đề về cách, đúng không ạ, làm sao để kinh doanh hiệu quả, và quan trọng hơn đó là marketing. Thì trong cái phần này là để cái quá trình là làm cái lộ trình để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, một cái mình biết được là mình học gì, đúng không ạ, trong cái buổi đầu tiên, đúng không ạ, tiên, đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái vấn đề liên quan đến mục đích, yêu cầu, yêu cầu của cái lớp học này. Thì là đầu tiên đối với cái vấn đề mục đích, đúng không ạ, chúng ta sau khi mà học cái khóa học này, nghiên cứu cái khóa học này á, thì chúng ta sẽ được những cái mục đích gì, thì chúng ta cần phải biết được là bây giờ ông cho tôi vào trong cái khóa training này thì ông sẽ hướng dẫn tôi những cái vấn đề gì, đúng không nào. Và cái mục đích ấy, đầu tiên là giúp mọi người có thể nhận thức được, gọi nhận thức được các vấn đề cơ bản trong cái công việc freelancer, đúng không ạ, mà đặc biệt là trong kiếm tiền online đấy, tiền online, đúng không ạ, kinh doanh đấy, affiliate, dropshipping, marketing online. Thì trong cái quá trình lộ trình trong vòng 3 ngày thì cái thời gian khá là gấp rút, và cái lượng kiến thức thì rất là rộng và làm cho mọi người thì dừng lại ở góc độ nhận thức, đúng không ạ, nhận thức được. Hãy 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 nên nhớ cái điều này nhé. Còn lại thì trong cái khóa học, bất kỳ khóa học nào cũng cần đòi hỏi cái sự cố gắng của từng cá nhân đấy, trong bất kỳ, trong cái lớp học nào cũng đòi hỏi cái sự mà tự tìm tòi nghiên cứu của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta ta học, đúng không ạ, dù cái mô đun nào cũng vậy thôi. Thì trong đây thì sẽ có rất là nhiều cái kiến thức chia sẻ và mang cái tính chất nhận thức để cái định hướng, cái lộ trình, cái hướng đi làm sao để chúng ta kiếm tiền cho nó thật là hiệu quả và thành công trong cái thời gian tới. Thứ hai á, là chúng ta nghiên cứu, đúng không ạ, mục đích là chúng ta sẽ nắm được kiến thức trong các lĩnh vực kinh doanh và kinh tế online đấy. Ba là nắm được kiến thức, trong marketing đó, và cách, đúng không ạ, cái thứ tư đó là cách làm việc đội nhóm. Và chúng ta đang làm việc với đội nhóm này thì chúng ta chia sẻ với nhau này, chúng ta bày tỏ như với nhau này, chúng ta học hỏi lẫn nhau này, chúng ta tôn trọng lẫn nhau để chúng ta nâng cao, đúng không, cái giá trị của cá nhân, giá trị của bản thân mình lên và kiếm được tiền một cách bền vững hơn, đúng không ạ. Và đây là những cái mục đích, xác định rõ cái mục đích này thì chúng ta làm việc với nhau thì nó mới hiệu quả được. Đấy là cái thứ nhất mà mình muốn chia sẻ cho mọi người này. Cái thứ hai, đúng không ạ, cái yêu cầu á, trong cái yêu cầu ở trong này, cái yêu cầu ở trong 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 yêu cầu khi học đấy, thì là đòi hỏi mọi người nghiêm túc, đúng không ạ, rồi là tự giác này,
đó, không có thoát đúng không ạ, không có thoát ra đúng không ạ, thoát ra đúng không ạ, thoát vào luôn ảnh hưởng đúng không ạ, ảnh hưởng đến lớp học này, rồi là chúng ta sẽ yêu cầu là chúng ta phải có chuẩn bị đúng không ạ, về cái vấn đề về chuẩn bị vở này đúng không ạ, bút này đúng không, rồi là những cái vấn đề để ghi chép đúng không ạ, ghi chép lại những cái kiến thức mà trong cái quá trình học đó, đặc biệt là chúng ta phải chăm chỉ đúng không chăm chỉ, và chúng ta lặp lại kiên trì triển khai các nội dung học học, và đòi hỏi chúng ta cái tính tự giác ở đây là gì, là các cái module này mang tính chất nhận thức và nắm được cái kiến thức cơ bản ở trong này, thì mình sẽ cố gắng truyền tải cái cách dễ dàng nhất đáp ứng nhất cho mọi người trong cái quá trình mà triển khai học như thế này, thì đây là những cái mục đích và yêu cầu, thì trong đây thì mọi người có quyền và nghĩa vụ nữa đúng không ạ, quyền mọi người sẽ được hỏi, được chia sẻ những cái kiến thức, rồi nghĩa vụ mọi người là phải ghi chép, đây là cái yêu cầu duy nhất của admin. Còn lại cái khóa training này sẽ không có thu phí mọi người đúng không ạ, thì cái trong những cái buổi Zoom đúng không ạ, thì có những cái nào mà chia sẻ được thì mình sẽ cố gắng chia sẻ hết tất cả những vấn đề để cho mọi người nắm được kiến thức về những cái mà vừa xong đây theo cái đúng cái mục đích này của mình đó, và trong cái quá trình đấy thì mọi người á ai mà muốn nắm được thêm cái kiến thức chuyên sâu trong các cái lĩnh vực thì có thể liên hệ sau đúng không ạ, sau cái khóa học, và mình sẽ cố gắng giới thiệu cho mọi người những cái kiến thức chuẩn nhất, và nếu như mà có học đúng không ạ, thì chúng ta nên học gì, thì trong cái quá trình này chúng ta sẽ được giới thiệu rất là nhiều những cái vấn đề, nếu như mà nắm rõ và tốt đấy, thì mọi người có thể triển khai được luôn, thì ở chỗ này á thì mọi người sẽ nhìn nhận nhá, nhìn nhận tất cả những vấn đề này, và các bạn hãy ghi cái chỗ này, tất cả mọi người đã chuẩn bị sách vở chưa ạ, trong ngày hôm nay thì mọi người bao nhiêu bạn ở trong này đã có vở bài tập và bút ạ, nếu như mà ai mà đã chuẩn bị sách vở chỗ này ngày hôm nay thì nói tôi ạ, và hôm admin cũng đã nói rồi là chúng ta hãy chuẩn bị nhá sách vở, ok các bạn khác thì sao đúng không đấy đúng rồi, và chúng ta học của chúng ta phải nghiêm túc như vậy, và chúng ta không thể nào nhớ được đâu, rất là nhiều kiến thức thì chúng ta không nhớ được, và bây giờ mục đích yêu cầu đã rõ rồi, thì bây giờ chúng ta cái phần nội dung nhá, bây giờ phần nội dung này, nội dung là cái quan trọng, nội dung đào tạo, thì trong cái buổi này thì cái phương pháp đúng không ạ, trước khi mà vào phần nội dung thì cái phương pháp đúng không ạ, phương pháp đào tạo ấy, thì mình sẽ đúng không ạ, học qua Zoom này, phương pháp học là qua qua ứng dụng Zoom, học qua nhóm chat đúng không ạ, học qua nhóm chat Zalo, học qua tài liệu, mình sẽ có những tài liệu ở trên blog, trên web đúng không ạ, các tài liệu ở dạng website này, website online này, trên blog của admin này đó, và có thể là có ebook đúng không ạ, có những cái tài liệu thêm nữa, học qua tài liệu rồi là chúng ta sẽ thảo luận này, được thảo luận này, chúng ta sẽ được nghiên cứu đúng không ạ, ghi chép những cái kiến thức vào trong vở, và có cái quá trình thảo luận đấy, và có các cái vấn đề về bài tập triển khai, thì cái nội dung học thì nó rất là dàn trải, và chúng ta phải cố gắng tập trung nhé đấy, thì cái yêu cầu, một cái yêu cầu trong này nữa là phải tập trung nhé, tập trung không có lơ là được đâu đó, và mục tiêu và yêu cầu là phải rất là nghiêm túc đúng không ạ, chúng ta mới làm việc với nhau được, thì cái phương pháp đào tạo là như vậy, và chúng ta có thể là có một cái group nữa đúng không ạ, học qua group nữa, có một cái group Zalo, học qua group là học cái group Facebook đúng không ạ, trong nhóm Zalo rồi cái group Facebook để lưu giữ những cái link và các cái buổi học, thì mình sẽ cố gắng ghi ghi hình lại để cho chúng ta sẽ vào trong cái group xem lại đó, thì và các cái tài liệu có thể bỏ vừa trong cái group này chúng ta sẽ được học, đây là cái phong cách đào tạo của tất cả các bạn ở trong Foree Center, từ VIP member đến các cái khóa học trả phí khác, các bạn đang được học một cái khóa ấy, như là các bạn đang trả phí triển khai đấy, và trong đây là một trong những cái quy trình training mà cái phương pháp đào tạo của Fori đã áp dụng
mà đào tạo ra được rất là nhiều VIP member, rất là nhiều special team và rất là nhiều những cái bạn mà làm kinh doanh bây giờ rất là khủng khiếp, gọi doanh số đến cả vài tỷ đấy. Đấy thì mọi người có cái lăn tăn gì về phương pháp đào tạo rồi là cái yêu cầu, đúng không? Cái mục đích thì có thể là comment nhé, nó có quá khó không, rồi là nó có lan man không, rồi là nó có cần thiết không, hay là mọi người đang muốn thêm cái module nào đó thì mọi người góp ý, rồi là mọi người không nghe ngay tức trong cái buổi ngày hôm nay, đúng không? Hay là cảm thấy không hài lòng, hoặc cảm thấy là nó thiếu chuyên nghiệp, hay là nó không rõ nhá, tất cả mọi thứ thì giải quyết trong xử lý trong cái buổi khai giảng này. Đấy. Trong về phần nội dung ấy, thì chúng ta sẽ được học, đúng không? Theo cái module mà admin đã đưa ra, một là các vấn đề về kiến thức, mọi người sẽ được nghiên cứu những cái kiến thức, admin sẽ gạch đầu dòng những cái kiến thức và mọi người sẽ được trang bị, và đó cũng là cái sườn, đúng không ạ? Đấy mà admin sẽ đào tạo đó. Đầu tiên là cái về cái một đó là về cái tầm nhìn, đúng không ạ? Tầm nhìn và cái bối cảnh thời đại. Tại vì sao phải học cái nghiên cứu cái này, chúng ta biết được là bây giờ là thời 4.0 rồi, và chúng ta không làm kinh doanh online là chắc chắn bị tụt hậu, bằng mọi giá nào thì chúng ta phải nghiên cứu được vấn đề này đó. Thì trong cái quá trình đấy thì em sẽ phân tích sâu hơn. Hai nữa là trong đó thì chúng ta sẽ học cái vấn đề về nội dung. Đầu tiên là kinh doanh online để kiếm tiền, rồi chúng ta phải kinh doanh phi thương thì bất phú, và trong kinh doanh thì chúng ta phải làm gì đối với một người kinh doanh, đúng không ạ? Cái kiếm tiền online, và cái kiếm tiền online thì mọi người đã nghe rất là nhiều và nó rất là chung chung. Đầu tiên trên kinh doanh, đúng không? Trong kiếm tiền online thì kinh doanh online là một cái đầu tiên, đó là gốc rễ của mọi vấn đề, gần như là như thế. Tại vì có kinh doanh ấy, thì chúng ta mới có kinh nghiệm, đúng không? Và trong đây thì chúng ta sẽ phải học rất là nhiều điều để thành công. Tại vì ai không phải ai kinh doanh cũng thành công mà làm kinh doanh là làm như thế nào, đúng không ạ? Một là kinh doanh, hai là chúng ta sẽ học là dropshipping. Đấy, nghiên cứu tiếp theo của chúng ta đó là nghiên cứu về affiliate marketing. Một cái vấn đề nữa, đúng không ạ, mà chúng ta được nghiên cứu ở trong này, đúng không ạ, đó là về đa kênh, bán hàng đa kênh. Đấy, và trọng tâm bốn kênh chủ lực đó là Facebook marketing này, sử dụng Facebook để marketing, đấy, sử dụng thương mại điện tử này, đúng không? Đặc biệt ở đây thì tôi sẽ tập trung luôn vào vấn đề về shopping, đúng không? Đấy, rồi là sử dụng cái vấn đề về website, cái hướng đi làm sao để có website, rồi là website có những cái lợi ích như thế nào, là mang tính chất nhận thức mà website marketing, đúng không ạ? Là cái phần nữa đó là kinh doanh trên cái marketplace, cái phần này là micro. Bản thân cái marketing này nó còn dài nữa. Hiện tại mà nói về đa kênh đấy, nếu mà anh em mình ở trong VIP, đúng không ạ, được nghiên cứu á, thì là đã nghiên cứu đến tầm khoảng tầm gần 20 kênh, đúng không ạ, mà chắc chắn là trên 10 kênh marketing, mà tối đa đó là gần 20 kênh thì chúng ta phải triển khai marketing quảng bá sản phẩm của mình. Đa kênh thì nó mới tăng được cái hiệu ứng được đấy. Có những cái kênh chủ lực, có những cái kênh mà gọi là vệ tinh. Đó là tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu được những cái kiến thức liên quan đến vấn đề phễu marketing. Đấy, liên quan đến chiến lược kinh doanh. Đấy, thì sau khi mà quá trình triển khai toàn bộ những cái vấn đề này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có khách hàng, chúng ta sẽ có đơn hàng, đặc biệt là có khách hàng thì chúng ta có cái nghệ thuật, đúng không ạ, nghệ thuật tư vấn và thuyết phục khách hàng, đúng không? Và trong 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 buổi này, đúng không, ví dụ như là giả sử cái buổi khóa học này trả phí chẳng hạn, thì cái buổi đầu tiên này nó nằm trong cái nghệ thuật tư vấn, đúng không ạ, nghệ thuật tư vấn và thuyết phục khách hàng ở cái điểm nào, là các bạn sẽ hiểu được là bây giờ chúng tôi vào trong đây là ông sẽ làm gì với cái khóa học này, đúng không? Và ở đây mình sẽ cho mọi người hiểu rất là rõ về vấn đề mục đích, yêu cầu, phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo là gì. Thì cái nghệ thuật ở đây là nghệ thuật tư vấn, gần như là như vậy, đúng không, mới làm cho mọi người hiểu được. Thì trong quá trình mình bán một cái ví da, một cái đồng hồ, một cái phụ kiện điện thoại thì có đơn hàng rồi đó, có người quan tâm rồi đấy, nhưng mà bây giờ làm thế nào để tư vấn thành công và thuyết phục họ, đúng không ạ, thì cần phải học chứ, đúng không? Và có rất là nhiều người khéo léo, nếu như mà không tin thì mọi người cầm, đúng không ạ, cầm tiền, đúng không ạ, cầm bóp ra ngoài shop thời trang đó. Đó, shop nào mà có nhân viên nhá, hoặc là shop nào mà
có đông đông nhân viên một tí vào trong đấy mình hỏi thì người ta sẽ tư vấn và thuyết phục mình mua hàng kiểu gì, đúng không ạ? Thì cái này là một trong những mô đun khá là hay và cần, rất là cần thiết đó, để chúng ta phải học, đáng để học đấy đấy. Và đây là cái lộ trình, đúng không ạ? Đây là cái lộ trình mà chúng ta nghiên cứu. Thực tế là nó còn rất là nhiều nữa nhé, trong cái này nó không phải là nội dung toàn bộ được, nhưng mà trong 3 ngày chúng ta sẽ xử lý những cái nội dung này. Và nếu như mà có thời gian nữa, đúng không ạ? Có thời gian nữa thì em sẽ nói thêm về chạy quảng cáo, đúng không ạ? Em sẽ nói thêm về các cái kênh khác như là social network. Và social network là gì? Tức là những cái kênh như là quảng bá trên kênh YouTube chẳng hạn, đúng không ạ? Sản phẩm quảng bá trên kênh TikTok chẳng hạn, đúng không ạ? Những kênh mới, đúng không? Và có rất là nhiều kênh mới nữa. Đó. Đấy, có vậy các vấn đề như là chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, đúng không ạ? Facebook này, quảng cáo Facebook như thế nào, đúng không ạ? Nhận thức thôi mà, chạy quảng cáo Google, đúng không ạ? Rồi là chạy quảng cáo Shopee, thương mại điện tử. Cái nào nó có cái hướng đi của mình. Và ngay kể cả buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn nhận được vấn đề này, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là trời, kinh doanh cần phải làm nhiều như vậy sao, đúng không? Và trong kinh doanh chúng ta phải trang bị rất là nhiều kiến thức đấy. Cái phần đầu tiên này này, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nó là cái phần cơ hội, đúng không ạ? Cơ hội kinh doanh, cơ hội kiếm tiền đấy, cái chỗ đó đó, đúng không? Cái chỗ này thì mọi người có thể nhìn nhận rằng là đầu tiên, đúng không ạ? Nó rất là logic. Cái khóa học này mình đã bỏ rất là nhiều chất xám ra để nghiên cứu nó, đúng không ạ? Để làm sao để cho mọi người dễ hiểu nhất, làm sao để cho mọi người thấy hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì cái phần trên này á, nó gọi là cái phần để cho mọi người làm cái cơ hội, đúng không ạ? Cái cơ hội kinh doanh đấy, cái cơ hội đấy. Đây, chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần này, đó là cái phần cơ hội nha. Cơ hội kinh doanh này. Cái phần ở dưới đây, đúng không? Đây á. Thì hội kinh doanh này, cái phần ở dưới đây. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng đây là chúng ta học cái cách marketing. Marketing hay digital marketing. À, còn cái vấn đề ở dưới đây đó là phần quy trình tư vấn, đúng không ạ? Phát triển, đây là gọi là phát triển và nhân bản. Chúng ta có thể hiểu được là những cái như thế này, đúng không ạ? Đây, tư vấn đây, chúng ta sẽ thấy ba cụm kiến thức này, chúng ta sẽ nghiên cứu đây, và hy vọng rằng đây là những kiến thức này là giúp cho mọi người có nhìn nhận tổng quan nhất về kinh doanh. Và cái buổi đầu tiên này thì em cũng chia sẻ là thứ nhất, thứ hai là chúng ta chia sẻ này đấy, chúng ta làm quen nhau này, đúng không ạ? Chúng ta học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, và chúng ta giúp đỡ, từ đó thì chúng ta có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau. Và mọi người cảm thấy cái nội dung như này thế như thế nào ạ? Cá nhân mọi người cảm thấy như nào, có thấy ok không ạ? Có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời mọi người comment tuyệt vời, đúng không ạ? Nếu mà thấy hay mọi người thấy hay, đúng không ạ? Thể hiện cái cảm xúc nè trước khi mà vào, đúng không ạ? Và cái nhóm của admin tham gia phải là sôi nổi, đúng không ạ? Tích cực, chứ không không thể nào vào nếu chúng ta học chán, đúng không ạ? Học chán chết, học làm gì, đúng không ạ? Nghiên cứu này là chúng ta ra tiền, đúng không ạ? Bản thân admin quan điểm ở trong call center ấy là mình học làm cho mình này, đầu tiên là mình học làm cho mình trước, sau đó là mình có thể làm cho người khác và đào tạo được người khác, đúng không? Bản thân anh không làm được, anh không có gì hết thì anh sẽ không bao giờ, đúng không ạ? Không bao giờ thuyết phục được người khác được đấy. Đó là một trong những cái mà nó là bản chất thôi. Và chỗ này á là anh mình có những cách mà có thể tổng hợp cả ba thứ này vào trong một, đúng không ạ? Vừa kinh doanh, vừa làm dropship mà vừa affiliate thành công luôn. Đây là cái công việc này mình đang làm, một lúc ba cái vấn đề này nhá, đó chứ không phải là chỉ làm một cái đâu, đó chỉ mình làm được hết luôn đó. Và cái bí mật đó là sử dụng marketing. Bí mật là mình sử dụng marketing và các cái vấn đề liên quan đến tư vấn thuyết phục này, chiến lược này, liên quan đến chạy quảng cáo này, social này, các cái vấn đề này là kiến thức thêm. Thì cái quá trình thời gian
quá trình chia sẻ thì mình sẽ lồng ghép ở trong cái buổi học, mà chúng ta xác định với nhau là chúng ta sẽ phải trang bị những vấn đề này. Và trong cái buổi này thì quá trình nghiên cứu mà thiếu cái mô đun nào thì mọi người hoàn toàn có thể là đưa ra cái vấn đề nhé, bảo là hôm hôm khai giảng đúng không ạ, hôm khai mạc á ông có nói đúng không, ông admin đúng không, ông có nói rằng là trong đó là tôi sẽ được học các cái vấn đề rồi là có cái nhận thức, đầu tiên là nhận thức á, còn học là một cái quá trình rất là lâu, mọi người hình dung không ạ, riêng cái một cái Shopee này á để đào tạo thành công nhé, có những khóa học của bạn của admin đi làm đi học vậy là 60 triệu đúng không ạ, học trong vòng 3 tháng cái Shopee thôi, riêng cái website này admin học mất mấy năm đúng không ạ, 3 4 năm để nghiên cứu cái vấn đề về website này, nên do trong vòng nội dung vòng 3 ngày mà học tất cả những kiến thức này nó chỉ mang cái phần đó ạ, trong cái phần mục đích này nó là phần nhận thức đúng không ạ, và nắm được cái cách đi cái hướng đi để gì ạ, mình không bị một đấy là không bị mất tiền oan đúng không ạ, cái mấu chốt là chúng ta không bị mất tiền oan, đầu tư nó bị mất thời gian, đáng ra là chúng ta tập trung vào đa kênh là những cái kênh này chủ lực này đúng không ạ, lan man làm cái kênh đúng không ạ, mà nó không ra kết quả nhìn đúng không ạ, đó admin xếp một cái vấn đề về chạy quảng cáo ở phía dưới này đúng không? Chúng ta lao đầu vào chạy quảng cáo bỏ tiền ra nhưng mà không hiểu cái vấn đề trên này, đó là vấn đề rất là nhiều người mắc sai lầm đúng không, rồi có nhiều người ta không hiểu dropship thực chất thực hư ra làm sao đúng không, hay là mất tiền bị lừa đấy, về affiliate cũng vậy, nghe cái chỗ này chỗ kia đúng không đấy, và affiliate không phải, affiliate có rất là nhiều thứ để kiếm tiền đối với cái này chứ không đơn thuần nó chỉ là khóa học, không phải là đào tạo, không phải là một cái gì đó đúng không liên quan đến đào tạo đâu, có nhiều thứ ác quy lắm, nó như là kinh doanh vậy đó đấy, và chúng ta không có dễ bị đúng không ạ, bị ở trong trong thị trường đúng không ạ, trên internet thì cám dỗ rất là nhiều đúng không, ai cũng cảm thấy là thầy hết, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái nhận thức toàn diện này thì chúng ta sẽ là xác định cho chúng ta cái hướng đi, xác định cái lộ trình, xác định cái con đường của mình nhanh hơn, chuẩn xác hơn, thì đó là những cái buổi đúng không ạ, khai giảng đúng không ạ, và khi mà họ có nội dung này á thì bây giờ là chúng ta sẽ hỏi đúng không ạ, chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái hướng đi cơ bản nhất về trong cái buổi này đúng không ạ, và xin chào tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã đầu tiên là cảm ơn đúng không ạ, anh em mình đã quan tâm đúng không ạ, và đặt niềm tin, cơ bản là cái khóa này nó miễn phí đúng không, chúng ta dạy gì mà không thử đúng không, với cái nội dung như vậy vừa xong này em mình cảm thấy tuyệt vời đúng không, nhưng mà cá nhân mỗi người đúng không ạ, mọi người cảm nhận như thế nào, cái cảm xúc của mọi người học cái nội dung như vậy rồi là nghiên cứu những cái nội dung như vậy nó cảm xúc mọi người thấy như thế nào, comment phía dưới nhé, thì trong đây đúng không ạ, thì mình mới giới thiệu mình là Quyết Đào admin đúng không ạ, co-founder của Forex Center, hiện tại thì mình đang kinh doanh đúng không ạ, nhiều lĩnh vực đấy, đa lĩnh vực thì có các cái mảng chính gọi là kinh doanh đúng không ạ, mình có hiện tại là mình đang là chủ vài cái shop, mở một quán cà phê đấy, có quán điện thoại, phụ kiện điện thoại, shop điện thoại và phụ kiện điện thoại đấy, và các cái kênh đúng không ạ, cái kênh online rồi, là đó là vấn đề về mặt kinh doanh, còn đối với online á thì mình có nghiên cứu đúng không ạ, mình đang làm những cái như là về làm affiliate đúng không ạ, với rất là nhiều cái đối tác, làm dropshipping đúng không ạ, với nhiều ngách dropshipping nhiều ngách, rồi là hiện tại thì là mình dropship ở trong Forex Center của mình đang có trên 10 ngách đúng không ạ? Một số ngách thì nó không hiệu quả nhưng mà một số ngách thì nó cực kỳ hiệu quả, và admin đã không ngừng gia tăng số lượng ngách và số lượng sản phẩm cho mình triển khai, và mình có một cái dự án đúng không ạ, kết nối dự án dev phần mềm đúng không ạ, kinh doanh về phần mềm đúng không ạ, và mình là một người đào tạo, chưa là một nhà đào tạo, chỉ là một người đào tạo thôi, hướng dẫn những cái kinh nghiệm của mình với cộng đồng đang kinh doanh kiếm tiền kinh của mình đúng không ạ, trong thời gian qua thì mình sẽ hướng dẫn lại đó là những cái đúng không ạ, rồi là có một cái dự án làm dịch vụ marketing, dịch vụ marketing mình làm đúng không ạ, từ khi mà mình làm được cho mình rồi mình có thời gian, mình có đội nhóm, mình shopbot triển khai marketing cho các cái chủ shop, nhà công ty, doanh nghiệp đấy mà cần cái marketing thì mình triển khai giúp họ, thì đấy là những cái công việc của mình, bạn có thể nhìn nhận cái profile của mình là như thế
và cái kinh nghiệm trong online này, mình đã có khoảng tầm 6 năm kinh nghiệm trong cái vấn đề về kinh doanh online và marketing, đúng không? Marketing online ấy thì cái marketing online cho tới bây giờ thì nó không mới nữa, nghe nó không còn mới nữa, nhưng mà luôn luôn nó được cập nhật mới, nó không mới về thuật ngữ thôi, nhưng mà nó mới về cái kiến thức, mới về kiến thức. Mọi người có thể nghe nhiều về shopping được, mọi người có thể nghe nhiều về quảng cáo, mọi người có thể nghe nhiều về website, nhưng mà thực sự là nếu như mà để làm cho nó hiệu quả, đúng không? Và hiệu quả thì nó có nhiều cái góc độ. Một là mình làm có, đúng không? Và khách hàng mang lại từ đó, nó là hiệu quả. Hay là mình giàu có bởi cái kênh mà mình triển khai thì đó là hiệu quả. Thì mỗi người có một cái chuẩn hiệu quả khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng về cơ bản, về cái nội dung xung quanh vấn đề về marketing thì nhiều người không biết. Thực tế là ở Việt Nam mình là một trong những nước quốc gia phát triển, đúng không ạ? Quốc gia phát triển về marketing á, về về online á, về có nghĩa là về các cái vấn đề về mạng đấy, về wifi này, về mạng này. Tuy nhiên rằng đó là chúng ta chưa thực sự đâu, chưa thực sự là những người, đúng không ạ, có nhiều cái kiến thức ở trong vấn đề kinh doanh online và kiếm tiền online đâu. Đây là cái mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật là như vậy đó. Và trong cái bối cảnh đó thì cái vấn đề mà trang bị cái kiến thức này, có những cái module nó không mới, có những cái vấn đề nó không mới nữa. Tuy nhiên mà để thành công thì chưa có nhiều người thành công, rất là ít người thành công, và mình phải học không ngừng, nhìn cái module như vậy, đúng không? Nhìn cái module rất là rộng như vậy, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ làm việc ở góc độ nhận thức, cái nào chuyên sâu thì mình sẽ nói chuyên sâu đấy. Và khi mọi người cảm thấy rằng đấy, qua cái buổi này thì mọi người sẽ cảm thấy rằng kinh doanh nó là như vậy, và trong cái doanh nghiệp của mình thì mình đang thiếu cái gì, cái dự án online của mình đang thiếu cái gì. Ví dụ như là các bạn có sản phẩm rồi, đang đã tham gia một cái gì đó liên quan đến như là có sản phẩm, đúng không ạ, đã kết nối với một dropship rồi, mà bây giờ làm sao để có đơn hàng ổn định lâu dài, đúng không? Chúng ta đang sử dụng cái kênh nào? Chúng ta chỉ sử dụng Facebook thôi có hiệu quả không, đúng không ạ? Trên Facebook mình đã làm fanpage chưa, đúng không ạ? Mình đã bán hàng trong nhóm chưa, mình đã bán hàng trên marketplace chưa, mình đã có sử dụng Shopee để mình kinh doanh chưa, và trong Shopee thì có những vấn đề cần chú ý như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái quá trình online, đúng không ạ? Trong làm online này thì chúng ta làm cái gì, online chúng ta làm cái gì, content là như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sell là như thế nào, chúng ta chạy quảng cáo là như thế nào? Thì đấy là những cái mà chúng ta biết không ạ? Đầu tiên là biết không, đúng không ạ? Nếu như mà biết thì chúng ta đã làm chưa, đúng không ạ? Còn nếu mà chưa biết, chưa làm thì thật sự khó khăn muôn phần trong kinh doanh. Và tất nhiên rằng cái này là giới thiệu, không phải là làm hết toàn bộ mọi thứ trong một lúc được, mà thậm chí admin cũng cần phải mất vài tháng, vài năm mới có những cái kiến thức này, mới làm hoàn thiện được đến 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 cái tầm này. Đó thì gì, đó thì từng bước một chúng ta xây dựng, chúng ta triển khai, chúng ta kết nối để chúng ta làm sao đấy cho nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? Và cái module, đúng không ạ, module này á, đúng không ạ, nó cho anh mình cái góc nhìn về kinh doanh, góc nhìn về marketing, cái hướng, đúng không ạ, triển khai kênh cho nó hiệu quả. Còn lại á, có những cái vấn đề về chuyên sâu, đúng không? Về chuyên sâu hơn thì trong đó thì mình sẽ có những các buổi Zoom chia sẻ khác, đúng không ạ? Theo lộ trình, đúng không ạ? Rồi là có những cái hướng cho mọi người, ví dụ như là mọi người muốn học cái vấn đề về về vấn đề A, vấn đề B thì đấy, thì mình có những cái giới thiệu cho mọi người, để một đấy là tiết kiệm, và chúng ta sẽ học những cái khóa học rất là vô ích, nó không có hiệu quả gì hết, nó không có hiểu gì hết. Và nó, người ta không có hiểu mình mà người ta chỉ muốn kiếm tiền với mình thôi, ý là như vậy. Làm sao để hạn chế cái điều này, và mình đã bỏ ra rất là nhiều tiền để nghiên cứu nó, đúng không? Để học, rồi là để trải nghiệm. Như ở vấn đề về website, tôi đã bỏ cực kỳ nhiều tiền luôn để có những cái kết quả cơ bản nhất từ web. Từ khi mà có kết quả từ web đấy thì trong vài tháng thôi là mình đã có một cái số lượng tiền kiếm được từ internet qua website, nó vài trăm triệu đó. Thì bây giờ làm sao để có điều đấy thì chúng ta đòi hỏi chúng ta cần phải học và trang bị rất nhiều và đổ máu rất nhiều. Đổ máu đây là mồ hôi, đúng không ạ, là tiền đấy, là thử sức, đúng không ạ, là những sự thất bại thì mình mới có những cái ngày thành công được.
Và đó là cái chia sẻ góc nhìn đúng không ạ, rồi là những cái kinh nghiệm cơ bản. Và còn lại á, là cái kiếm tiền online này á, nó có kiếm được nhiều tiền không, thì bản thân này mình thấy rằng là nó kiếm được rất là nhiều tiền đấy, như bản thân mình đó đúng không, thì tùy đúng không ạ, có thể là một ngày mình kiếm được vài chục triệu là chuyện bình thường, là có thật đúng không ạ. Một ngày có thể mình làm bằng một năm đó, với một cái người mà mức lương trung bình đấy là khoảng tầm 5-6 triệu đúng không ạ. Một một tháng ấy, thì một ngày mình có thể làm bằng tiền lương của một người bình thường trong khoảng một năm lao động. Nếu mà sợ đó, đây ra mọi người có thể nhìn thấy rằng cái kinh doanh online và kiếm tiền online, cái marketing online nó mang lại hiệu quả cỡ nào. Mình nói như vậy thì các ví dụ đơn thuần như là rất là nhiều người bạn của mình một ngày kiếm từ 5 đến 7 triệu từ kinh doanh là chuyện rất là bình thường, tại vì nó bán hàng, nó live stream nó bán này, đứa thì live stream bán này, đứa thì chạy quảng cáo này, đứa thì làm Shopee này đúng không ạ, đứa thì bán hàng qua cộng tác viên này, có muôn hình muôn vẻ để thành công đúng không ạ. Và mọi người hãy đặt ra cái câu hỏi là nó có kiếm được nhiều tiền không, đó là một trong những câu hỏi nó thực tế. Nhưng mà đối với những người mà làm kinh doanh lâu năm, kiếm tiền online lâu năm ấy, thì nó khá là trẻ con đúng không, tại vì thậm chí là cực kỳ giàu từ nó, có rất là nhiều người giàu bởi kinh doanh online, nên giao lên cái hướng đi đúng đắn rồi, còn lại là chúng ta có tập trung để chúng ta làm hay không thôi. Đấy là cái mà mình chia sẻ. Rồi là trong quá trình làm online, làm kinh doanh và làm marketing này thì chúng ta gặp phải những vấn đề gì? Tất nhiên đây là một cái nghề, và khi mà gọi là nghề ấy, thì nó không hề đơn giản đối với một cái người mới vào nghề. Hãy chuẩn bị xác định cho mình một cái tâm thế là chúng ta nghiên cứu, chúng ta học và nghiêm túc, chúng ta nắm các kiến thức từ cơ bản đến phức tạp, không phải là một phát nó thành công được ngay đâu. Đồng ý rằng sẽ có những người trúng số đúng không ạ, nhưng mà nếu mà chờ đúng không ạ, nếu mà chờ để trúng số đó thì mình nghĩ rằng là lâu lắm đúng không ạ. Và chúng ta phải học chắc từng bước, và đã là nghề thì giống như chúng ta, tôi tin chắc rằng rất là nhiều anh em đúng không ạ? Rất là nhiều chị em ở trong đây đó, anh chị em ở trong này đang là nhân viên văn phòng, đang là công nhân, đang là công chức, hoặc đang làm trong nhà nước, hay là muốn kiếm một cái nghề tay trái, có nghĩa là đang có một cái công việc rồi đúng không ạ, đúng không đấy. Và ở đây đấy mọi người có thể thấy rằng chúng ta cống hiến bao nhiêu năm để được hưởng cái chế độ bảo hiểm đúng không, rất là nhiều năm, tầm 30-40 năm lận, 30 35 năm nếu như mà không giữ chức vụ đúng không ạ, rất là lâu dài. Và coi đi đây là một cái nghề mà nó mang lại cái lợi nhuận, cái doanh số, và thậm chí có thể đổi cách tư duy, cách nhìn nhận của mình luôn đó, thì chúng ta phải nghiêm túc, thực sự là nghiêm túc, thực sự là cần mẫn, thực sự là kiên trì, nó không quá khó. Có những người người ta làm kinh doanh online 2 năm là người ta mua nhà mua xe đúng không ạ, đấy là cái hướng đi của người ta, rồi là những cái mục đích, mục tiêu của người ta đặt ra. Còn bản thân các bạn ấy, là mục tiêu là gì, như là bản thân trước khi ở admin á đó, và thông báo cho các bạn biết là mình vẫn là một người tất cả những hệ sinh thái này đúng không ạ, đó là đây là toàn bộ những cái này là thời gian mà mình làm thêm thôi, là nghề tay trái của mình, và tất cả những cái công việc này là nghề tay trái của mình nha. Còn nghề chính của mình cũng là một cái nhân viên văn phòng bình thường đúng không ạ, mình vẫn đi làm 8 tiếng, và tất cả những cái này á là đều là nghề tay trái đúng chưa ạ. Nên ra mọi người á, mình đứng ở cái quan điểm là tôi cũng giống như bạn, chứ không phải tôi là người làm full time đúng không ạ, tôi là người làm part time, những cái vấn đề xây dựng này làm part time thôi, thì tôi làm được thì chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ làm được, hãy tin tưởng là điều đấy đúng không. Và mục tiêu mình phải đặt ra là như vậy đó, thì chúng ta bỏ ra rất là nhiều năm cống hiến, rất là mệt mỏi đúng không, giờ là phải đấu đá, phải tranh giành rất nhiều thứ đó, để mục tiêu để hạnh phúc, để kiếm tiền, để tự do tài chính thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã tài chính tự do chưa, chưa, và ai cũng muốn để phát triển, miễn sao là chúng ta không vi phạm pháp luật, miễn sao là chúng ta làm những cái vấn đề đúng, đạo đức lương tâm hay là ổn. Còn trong trong kinh doanh chúng ta có thể kinh doanh muôn vàn thứ khác nhau đúng không ạ, bí mật của nó là marketing
và xoáy sâu vào trong cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu và học nhau á, là học marketing. Hãy nhớ điều này đấy, và cơ hội là như thế, bối cảnh thời đại là như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta phải sắp xếp thời gian, ai cũng có lý do hết, ai cũng có những cái buổi học, đúng không ạ? Ai cũng có những buổi họp mặt, ai cũng có buổi ăn nhậu, ai cũng có những cái lý do về con cái, đúng không ạ? Vợ chồng đấy, về gia đình cả. Tuy nhiên chúng ta phải sắp xếp được, đúng không ạ? Đây là nghiên cứu, đây là học, và chúng ta phải xác định được là như vậy, chúng ta phải 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 có thời gian trải nghiệm, đúng không ạ? Và đầu tư đích đáng. Đầu tư ở đây không những là tiền, mà đầu tư cả gì ạ, cả về thời gian nữa. Tiền nó quan trọng không? Đối với một người khởi nghiệp mang tính chất là mở shop thì tiền quan trọng, nhưng mà đối với một người khởi nghiệp online á thì tiền nó chưa chắc quan trọng. Quan trọng là kiến thức. Kiến thức nó quan trọng hơn rất là nhiều so với là mình có tiền. Bây giờ cứ tưởng nghĩ rằng là bây giờ cho mình 20-30 triệu, chúng ta làm gì để biến thành 200-300 triệu, cực kỳ khó. Nhưng mà bạn nên tin là có những em đó, mới học lớp 12 thôi, sinh viên đại học năm 1 đã tự do tài chính rồi. Nó làm kinh doanh, nó bán hàng trên Shopee, một ngày nó cả ngàn đơn, đúng không ạ? Cái tiền đơn của cái tiền hàng, tiền kinh doanh của nó là khủng khiếp luôn. Nó là những cái bình thường, nó lại đối với các bạn thấy bình thường, rất là nhiều đứa làm được, đúng không ạ? Và cũng là học trò mình cũng đầy, cũng rất là nhiều người đã đạt cái mức, đúng không ạ? À, số lượng đơn hàng từ các cái kênh của người ta rất là nhiều, xây dựng hệ thống và mở shop luôn, thậm chí là mở cả team support luôn ở ngoài Hà Nội ấy, đúng không ạ? Đấy, trong cái khóa mà đầu tiên của Fori mở ra đấy, là hiện tại là có một em, đúng không ạ, đang sinh viên năm 2, năm 3 đó, là cả một đội ngũ marketing luôn, để bây giờ làm thầy dạy người khác về marketing. À, rất là khủng khiếp. Thì chúng ta nhìn thấy được cái cơ hội, chúng ta nhìn thấy được cái tầm nhìn, rồi là chúng ta nhìn thấy cái các cái bối cảnh, cái cơ hội, rồi là cái khả năng của mình, để chúng ta đầu tư một cách nghiêm túc. Thì từ đầu năm đến giờ nhé, chúng ta đã trang bị được những kiến thức gì rồi, đúng không ạ? Chúng ta chưa làm được kiến thức gì cả thì đó là một sự thất bại. Còn 6 tháng nữa thôi, 6 tháng nữa là hết năm rồi đấy, chúng ta cần nghiêm túc vào, không là chúng ta sẽ tốn thời gian. Và ở trong Power Center bất kể một khóa nào thì mình cũng nói vấn đề này, thời gian nó không có nhiều, và ngày hôm nay là đã hết gần nửa tháng 6 rồi, đúng không? Hết nửa năm rồi, lại quá bán rồi đó. Nửa tháng 6 là qua tháng 7 rồi chưa ạ? Là còn 5 tháng nữa là hết năm, năm nay không có năm nhuận. Nên là hết năm là sắp, đúng không? Là cũng là sắp Tết luôn rồi. Vậy chúng ta có gì? Sản phẩm gì? Kiến thức gì? Xây dựng kênh gì rồi? Ngoài cái đồng tiền lương của mình ra, mình có một cái nguồn thu nhập nào khác không, đúng không? Và cái nguồn thu nhập đó có hướng đến một cái mục tiêu là tự do được tài chính không? Tự kiếm được, là người ta hay nói rằng là kiếm tiền thụ động không? Thụ động tức là kiếm tiền một cách, đúng không ạ, nhàn nhàn an nhàn. Chúng ta đã nhàn thực sự chưa? Đúng không? Và thực sự là như là cái xây dựng hệ thống kênh của anh Minh là thực sự là nó thụ động thật sự, đúng không? Ví dụ như một ngày mình có thể kiếm vài triệu từ từ các vấn đề mình kinh doanh, mình mở shop mà, đúng không? Bỏ tiền đâu mở shop thì mình làm kinh doanh online trước, có tiền mình bắt đầu mình mở ra gọi cái chòi như thôi, cũng chẳng phải shop gì, gọi là bán ven đường thôi, chẳng phải shop gì, đúng không? Gọi là shop cho nó ngầu, nhưng mà ban đầu á nó chỉ là một cái xe đẩy thôi, đúng không? Bạn có không tin nó là một cái xe đẩy hủ tiếu gõ thôi. Anh em mình biết hủ tiếu gõ ở miền Nam ấy, thì chắc là anh thấy nhìn nhiều, đúng không? Cái quán ấy, là như cái sợi, đúng không? Như là cái sợi phở, đúng không? Nhưng mà phở khô và là hủ tiếu, đúng không? Hủ tiếu đấy một đêm người ta bán 200-300 tô, đúng không? Một buổi tối mở ra từ lúc 5 giờ chiều đến khoảng 22 giờ người ta đóng cửa vào, chỉ làm buổi tối thôi, là người ta bán được 200-300 tô. Thì là mỗi tô chỉ cần 20.000 thôi, là một buổi tối là bạn biết bao nhiêu tiền rồi, đúng không? Một cái xe đẩy như vậy là đã thành công rồi. Còn chúng ta này có điện thoại, smartphone, đã tham gia Zoom là có smartphone, đúng không ạ? Hoặc là có laptop, có máy tính. Chắc chắn rằng mọi người trong đây là cái người có tri thức ít nhất, đúng không ạ? Tối thiểu, đúng không ạ? Mà chúng ta không thành công, đúng không ạ? Thì sẽ không bằng cái người mà bán hủ tiếu, đúng không? Thì bây về làm kinh doanh hủ tiếu hết, đúng không? Đúng không ạ? Thì nói như vậy thì chúng ta so sánh để chúng ta làm cái động lực, chứ không phải mỗi người có một duyên và mỗi người có một cái nghề khác nhau. Và chúng ta có mục tiêu, ý đồ ở đây là chúng ta có nhiều cái điều kiện nhưng mà chúng ta vẫn chưa thành công,
chúng ta không vẫn bị lan man trong cái con đường của mình, thì bây giờ chúng ta cần phải làm sao đây? Đấy, thì hãy hãy suy nghĩ và chúng ta cho tương lai chứ không phải là cho 1 2 ngày. Đấy. Vì gì? Vì thời gian thì nó cứ thế mà trôi đi, chúng ta không học được bất cứ một điều gì, không kiếm được tiền, không có triển khai được cái điều gì hết, thì đó là đi lùi đấy, đã đi lùi ngược lại. Mà đi lùi thì sao ạ? Đi lùi thì sẽ là không phát triển, mà không phát triển thì gì ạ? Thì sẽ bị bế tắc, chắc chắn là như vậy. Mọi người cảm thấy đúng không ạ? Mọi người thấy đúng không? Đúng hay thấy đúng thì như thế nào? Đúng thì comment đi ạ, comment đúng là tuyệt vời đúng không ạ, hay là có bổ ích không, có hấp dẫn không hay như thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta hãy comment nhau nhé. Đó, đấy là những cái tâm sự và đấy là cái cảm nhận, cái góc nhìn của mình. Bản thân của tôi giống như các bạn, mình muốn kiếm một cái khoản tiền thêm nữa để thêm thắt vào trong quá trình mà mình làm ở nhà, làm ở cái giờ hành chính đó, đúng không? Mình nghĩ rằng bây giờ mà mình làm xe ôm ấy thì là cũng rất là vất vả, mình làm cái gì cũng cân lên đong đếm đúng không, cái gì cũng muốn thêm kiếm thêm, nhưng mà về thời gian mình không có thì bây giờ làm sao để nhàn. Sức khỏe của mình cũng không phải là quá là khỏe đúng không, không phải là quá là có thể là đi bốc vác được đúng không. Bây giờ mình phải sử dụng cái đầu, bên sử dụng cái đầu như thế nào, thì đôi khi chúng ta phải 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 nhìn nhận như thế, và chúng ta phải đầu tư, và đầu tư vào đấy. Và cái vừa xong này mình nói đấy, cái nội dung đó, nội dung là kinh doanh đấy, dropship upfi đấy, bán hàng đa kênh, phễu marketing, chiến lược kinh doanh, học đầu tư, chia sẻ cái đấy, nghiên cứu những cái vấn đấy và thử sức với cái đó, và thử sức làm sao để có hàng đúng không ạ. Hàng thì có như thế nào? Một là nhập hàng, nếu không nhập hàng thì chúng ta làm cộng tác viên đúng không ạ, hoặc là làm dropshipping để gì ạ, để trải nghiệm những cái mà mình đã được học, xem nó là cái nào là cái phù hợp. Trong tất cả những cái mà tôi giới thiệu, chỉ cần một cái thôi là giàu có, đó là sự thật. Không phải ai sở hữu toàn bộ những cái này cũng thành công. Có những người chỉ cần một cái Shopee là trở thành tỷ phú. Giống như bạn của admin đấy, nó sở hữu ba cái Shopee, mỗi Shopee mang về cái thời đi kỳ cao điểm vào năm 2017-2018 ấy, một ngày đều đi từ 500 đến 1.000 đơn bá chủ trên Shopee thôi. 2 năm, đúng không ạ? Dẫn bố mẹ từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, mua nhà, xây nhà, mua đất, xây nhà, có ô tô đi, khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Mình tại sao không phải là mình đúng không ạ, và mình bị bế tắc. Bây giờ mình cần phải biết được là nó như vậy và mình làm đúng không ạ, chứ không phải làm hết đúng không ạ, nhận thức hết và chỉ cần một cái thành công thôi. Bán hàng trên Facebook có duyên chẳng hạn, vô tình kết nối được với những cái khách hàng gọi là khách hàng cá mập, người ta mua rất là nhiều và mình kiếm được rất là nhiều tiền, một kênh Facebook là đủ giàu rồi đó. Hoặc là mình làm ra một cái trang web, một cái website, và cái website đấy cái lượng traffic ổn định, mình làm content cho nó, lượng content trên đấy nhiều hay hấp dẫn và chân thực, có nhiều fan, và từ đó là fan người ta học rồi người ta mua hàng ủng hộ đúng không? Và chúng ta cũng giàu đúng không? Hay là chúng ta chạy quảng cáo, nghiên cứu để chạy quảng cáo, hay là chúng ta bán hàng đúng không? Chúng ta có cái khiếu về cái khả năng của nhìn mặt uy tín để chúng ta có thể là xây dựng ra được đội nhóm, chúng ta có thể hướng dẫn được người khác, tuy là chúng ta làm không giỏi nhưng mà chúng ta hướng dẫn giỏi thì gì ạ, vẫn thành công được ở trong cái con đường như là đào tạo, giống như là bán hàng có cộng tác viên đúng không, là hướng dẫn cộng tác viên, người ta bán rất là tốt và người ta hợp tác với mình để người ta triển khai, thì đó là muôn vàn cái cách để thành công chứ không giới hạn. Thì đó là trong cái mà ở trong cái buổi đầu tiên này đúng không ạ, mình có cái nhận định, một cái hướng dẫn đúng không ạ, rồi là những cái chia sẻ đúng không? Và mọi người có những cái vấn đề gì chúng ta cứ thoải mái cởi mở nhá, chia sẻ vào trong nhóm, chia sẻ vào trong 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 cái group Facebook hoặc là Zalo, và liên hệ trực tiếp với admin đúng không. Thì hy vọng rằng cái khóa học này sẽ như là một cái món quà chúng ta gặp nhau, như là một cái duyên đúng không ạ. Thì bản thân cái khóa học này như là một cái món quà, thì quà đó cho tiền bao nhiêu thì tiêu cũng hết đúng không ạ, nhưng mà cho kiến thức ấy, thì có thể là đúng không ạ, đối với một số người trong đây là rất là nhiều bạn đúng không, cả hơn 100 bạn đăng ký buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ, cái buổi học ngày hôm nay rất là đông đúng không ạ,
60-70 người thì chỉ cần vài người thôi, đúng không? Chúng ta sử dụng cái món quà này á, nó thành công, đúng không? Tự nhiên các bạn nhìn thấy con đường của mình, tự nhiên các bạn cảm thấy rằng mình xác định được cái mục tiêu, mình cảm thấy rằng rõ hơn về cái hướng đi, rồi là ứng dụng được những cái kiến thức ở trong nội dung này để thành công, thì đó là điều tuyệt vời hơn là việc cho đi bất cứ thứ gì, đúng không ạ? Và trong cái quá trình mà làm đó thì hãy nghiêm túc, đúng không ạ? Hãy kiên trì với nó, chúng ta sẽ thành công đó. Và tiền thì nó quan trọng, nhưng mà tiền dành cho kiến thức đó là cái quan trọng nhất. Và kiến thức, đúng không ạ, và tiền nó là hai thứ gắn liền với nhau, không thể nào mà bạn cầm tiền khi không có kiến thức được, đúng không? Ví dụ như các bạn trúng số cũng tiêu hết thôi, tại vì chúng ta không được học cái cách quản lý tiền, tại vì chúng ta không được học cái cách để tạo ra tiền thêm, thì tiền mấy núi thì cũng mất đi thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải cầu tiến, chúng ta phải học học cái cách giữ lấy, đúng không ạ? Kiếm được tiền rồi, giữ được tiền còn khó hơn, và làm tiền phát triển, đúng không ạ? Tiền kiếm ra tiền khó hơn nữa, đẳng cấp nhất trong kinh doanh đó là đầu tư, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng đầu tư vào chất xám, đầu tư vào kiến thức, đó là một dạng đầu tư đúng đắn, đúng không ạ? Và không thì chúng ta rất là khó khó để thành công được đấy. Thì các cái mô đun trong đây hoặc các cái món quà này sẽ được triển khai trong vòng, khả năng là trong cái buổi học hôm sau là chúng ta sẽ bắt đầu. Yêu cầu mọi người chuẩn bị nhé, ai chưa chuẩn bị những cái vấn đề về sách vở này, bút này, hãy chuẩn bị đi đấy, nghiên cứu nhé, để chúng ta học nghiêm túc, chúng ta ghi chép lại những cái cơ hội kiếm tiền, cơ hội kinh doanh, cơ hội kiếm tiền đấy, để chúng ta học những cái vấn đề về kênh, từng kênh một nó như thế nào, đúng không ạ? Xây dựng ra làm sao, cái điều gì cần chú ý, rồi là làm sao để thành công, đúng không? Thành công làm tốt những cái vấn đề đã được học, đúng không ạ? Thủ thuật nào, biện pháp nào. Thế thì buổi học ngày hôm nay, đúng không ạ, là những cái chia sẻ, tức là cũng là cái buổi làm quen, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Forward Center và đồng hành. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, 6 năm, 6 tháng, đúng không ạ? 6 tháng cuối năm này, đúng không ạ, là những cái thời gian quan trọng. Thì đấy là 6 tháng đầu năm đấy, là sức mua không có nhiều, đúng không ạ? Năm nay dịch bệnh và sức mua không nhiều, nhưng mà chắc chắn rằng đấy, người ta mua không nhiều không đồng nghĩa với việc là không mua, đúng không ạ? Và người ta không mua bình thường đấy, không dịch, không không bệnh tật gì hết á, thì là người ta sẽ mua dàn trải. Nhưng mà nếu là không mua đầu năm thì người ta sẽ mua vào cuối năm đấy, tại vì rồi cũng sẽ có một cái Tết thôi, đúng không ạ? Dịch bệnh đến thì không ai biết trước được, nhưng mà Tết chắc chắn rằng ngay người Việt đó là phải làm cho nó gì ạ, nó rực rỡ, đúng không ạ? Ai biết được năm sau có bị dính Covid hay không, đúng không ạ? Thì Tết năm nay mình phải ăn to cái đã, thì chắc chắn là sức mua trong cuối năm nay sẽ mạnh đấy, và chúng ta làm từ bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái kết quả khả quan, đúng không ạ? Và trong đây là online, chúng ta cứ ở nhà chúng ta làm thôi đấy, nghiêm túc làm thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Và mọi người có cái câu hỏi nào không ạ? Đúng không ạ? Phần luôn luôn, đúng không ạ? Mọi người một cái phần như vừa xong, đúng không ạ? Mục đích yêu cầu rồi, đúng không ạ? Phương pháp đào tạo này, thảo luận mà. Mọi người có cái câu hỏi nào không ạ? Trong cái buổi đầu tiên này, về những cái vấn đề về lộ trình, về mô đun, rồi là về các cái vấn đề chuẩn bị như thế nào, như này, như kia. Chia sẻ đi ạ. Dành cho mọi người một vài phút, đúng không ạ? Để có những câu hỏi. Đúng không ạ? Nếu như mọi người không có câu hỏi nào ấy, thì chúng ta kết thúc cái buổi học, đúng không ạ? Đầu tiên là cái buổi khai giảng thôi, làm quen, đúng không ạ? Nhìn nhận về cả mối quá trình, xác định lại cái tinh thần, lên có lại, rồi là chúng ta học nghiêm túc, rồi là tập trung vào thực hành. Quá trình thực hành thì yên tâm rằng không phải là 3 buổi này là xong đâu. Đấy, mình sẽ còn support với bạn tất cả những cái member trong Fori mà đã nghiên cứu học ấy, là cho bóp trọn đời. Có những bạn ở đây, bạn giống như là Duy này, đến bây năm nay á, đúng không, bạn Duy á, đúng không, chắc là 3 năm rồi, đúng không, và bây giờ vẫn ở trong cái nhóm học tiếp, đúng không, học không ngừng đấy, học kinh khủng vậy, là cho bóp trọn đời, là thực sự đấy.
Admin sẽ còn là miết, tại vì tôi không từ bỏ cái mục tiêu của mình. Không ai từ bỏ mục tiêu của mình. 3 năm trước bạn gặp tôi như thế nào thì 3 năm sau tôi vẫn làm những công việc, vẫn kinh doanh, vẫn marketing ở một cái hình thức khác, đội nhóm mạnh hơn, kiến thức nhiều hơn, những cái thực chiến nhiều hơn, các cái kênh nó đa dạng hơn, đúng không ạ? Và làm nó rõ nét hơn và nó đang phát triển. Còn lại một số anh em mình thì nhảy ra nhảy vô, làm dự án này lại làm dự án khác, nhảy ra nhảy vào rồi không không đạt được một kết quả gì hết. Đó là điều thực sự đáng tiếc vô cùng, đúng không? Sau đó lại quay lại Fori, quay lại gặp admin, bảo là ông đang làm gì, tôi vẫn thế thôi, đúng không? Tôi biết rằng ông thời gian qua đã làm 4 năm cái công việc rồi, tại vì tôi theo dõi Facebook của ông, tôi biết rằng ông có những lúc ông thăng trầm, có lúc ông thăng ông bay, có những lúc ông trầm, đúng không? Ông lại bỏ cuộc. Thì những cái con người như vậy sẽ khó để thành công được. Cái điều mà tôi muốn khuyên ông á là ông hãy tập trung, và tất nhiên rằng là làm gì có gì khó. Ngày trước mà khi mà tôi nói ông làm á thì đội nhóm của tôi mới có khoảng có 200 người thôi, rồi là những cái người mà nghiên cứu và làm cùng tôi nó chỉ có khoảng tầm 10 người. Bây giờ nhóm của tôi không phải 200 mà là 20.000 người. Cái người học tôi không phải là 5 10 người mà là 500 người. Nó khác nhau rồi, đúng không ạ? Còn lại ông có gì? Trong 3 năm trước, 5 năm trước tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Mà không nghe, đúng không ạ? Ông cứ nhảy ra nhảy vô hết dự án này, dự án kia. Ông làm cái này, ông làm cái nọ. Thì ông được cái gì không? Ông cũng chẳng được cái gì hết. Thì đấy là cái sự thật đấy. Bạn của admin, đúng không? Và ông Duy này, ông theo admin cũng 3 năm rồi, đúng không ạ? Đó, ông Duy này, đúng không ạ? Và một số bạn ở trong này, gần như chị Chi, đúng không ạ? Như bạn Phượng ở trong này này. Đó là ở trong các cái nhóm về special này, VIP này, quá trình này, theo cũng được 6 7 tháng rồi đó. Đến bây giờ là có những bạn là 8 tháng rồi đó. Đấy là chúng ta hãy thật sự, đúng không? Nghiêm túc trong kinh doanh chúng ta thành công đó. Ok, cảm ơn Tuấn Hùng nha. Có nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Có nhiều câu hỏi thì cứ tích lũy lại nhá, xem những vấn đề gì chúng ta hỏi để triển khai, đúng không ạ? Còn mọi người có cái ý kiến gì không ạ? Cảm thấy cái buổi Zoom này tuyệt vời không ạ? Rồi là bây giờ là mọi người có thể comment, đúng không ạ? Bình luận một cái tinh thần, hiện cái tinh thần quyết tâm. Hãy comment là tôi sẽ quyết tâm, đúng không ạ? Đi tới cùng, đúng không ạ? Chứ đừng có ngó. Ngó thì chán lắm, đúng không ạ? Tốn thời gian, đúng không? Hay thể hiện khẳng định một cái câu quyết tâm. Còn nếu như bạn không comment thì tức là chắc khả năng là bạn là không có, đúng không ạ? Chưa quyết tâm lắm, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là buổi khai giảng, ngày mai là buổi bắt đầu, đúng không ạ? Thì buổi khai giảng thì là về vấn đề mục đích, là yêu cầu này, phương pháp đào tạo này, nội dung đào tạo này, đúng không ạ? Là chia sẻ và làm quen lẫn nhau để mình hiểu nhau hơn, để mình học nó có hiệu quả hơn, rồi là hướng đi chia sẻ những cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì cái buổi khai giảng đó là cái mục tiêu là như thế, đúng không ạ? Tao không ạ? Trời tuyệt vời luôn á. Mà em mình cảm thấy cái đội, cái năng lượng từ cái đội nhóm của mình tỏa ra rất là mạnh nhá. Tuyệt vời. Đó, khẳng định lại đi ạ, đúng không? Để sau này chúng ta nghiên cứu lại á, thì một ngày nào đó chúng ta cảm thấy rằng chán nản bỏ cuộc ấy, hãy quay lại suy nghĩ cái ngày mà chúng ta bắt đầu, đúng không? Thì cái buổi tiếp theo đó, chúng ta sẽ nghiên cứu nhá. Một số bạn bây giờ mới vào, đúng không? Bây giờ mới vào thì khả năng là mình sẽ tạo ra một cái nhóm để up lại cái video này cho mọi người xem cái buổi khai giảng, đúng không? Nếu như mà các bạn vào sau ấy chưa xem hết, đúng không? Thì sẽ xem lại nhá, xem lại cái buổi học này ở trong group. Và bây giờ thì rất là tuyệt vời, đúng không? Cảm ơn các bạn đã đón xem mọi cái buổi khai giảng học ngày mai nhé, chúng ta sẽ bắt đầu. Chào Ok, chào bạn nhé. Bạn có muốn chia sẻ gì không? vâng, em cũng mới vào nhóm, mong được hỏi từ anh và các bạn nhiều. Ok, sẵn sàng thôi nha.
Thì chúng ta là trong đây đúng không ạ, giống như một cái gia đình, cái family mà phim muốn tạo ra đó, là nó là để chúng ta học tập lẫn nhau đúng không ạ, rồi là chúng ta học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, rồi là chia sẻ, giống như là một cái gia đình để chúng ta kết nối. Và xin chào và hẹn gặp lại, chúc em mình có một cái buổi tối, chúc anh mình có một buổi học hiệu quả nhé. Okay, chắc chắn là sẽ học rất là nhiều thứ. Xin chào và hẹn gặp lại.